Hello, hello, xèo tất cả anh em nhé. Mình là LTL đây, đẹp trai mã số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh GGF LTL của mình nhá. Ok, thì hôm nay LTL sẽ quyết định là quay lại cho anh em một clip siêu thú vị về Free Fire OB46 nha anh em ơi. Thì đây, hiện tại là mình đang ở sảnh chờ OB46 nhá. Hôm nay mình quyết định là mình sẽ mặc một cái bộ đồ trông khá là nghèo anh em ạ, trông khá là bót luôn anh em thấy chưa. Và mình sẽ quyết định là mang cái hành động trêu mà mình bật ở đầu video anh em ạ, để mình vào mình tán gái nha anh em ơi, để xem là liệu có đổ hay không nhá. Đấy, cái hành động này một hành động nhận free ở OB46 anh em ạ, trông khá là ngầu đấy anh em ơi. Thôi thì không linh tinh liên thuyên anh em ạ, thì bây giờ mình sẽ vô đảo kết nối luôn nhá. Rồi để xem là hôm nay có tán được gái không. Ui giời, chưa gì đã bị đóng băng rồi kìa. Và đây chính là một cái cập nhật ở mới của OB46 ở đảo kết nối nha anh em ơi. Anh em thấy chưa, thì sẽ hiện cái chuỗi thắng của anh em ở trên cái bảng này nhá, sinh tồn anh em ơi. Anh em thấy chưa, thì mình có không chuỗi thắng anh em ạ, cay thế nhỉ. Nếu anh em nào được nhiều trận top 1 mà anh em vào đây anh em khoe thì hết bài anh em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình sẽ gọi là đi tán gái nhá. Ui giời, thế như này mình sẽ thử xin cái bạn. Ui dồi, đang định xin cái bạn là có một đống người nó rơi xuống kìa. Thôi mình đi tán gái trước nha anh em ơi. Đấy, hôm nay mình sẽ vừa tán gái vừa xin cái bạn nha, để xem là liệu mình mặc bộ đồ nghèo như này và dùng hành động trêu này kiểu như là có ai đổ hay không nhá. Ok, ok kìa. Sao bạn ấy lại ra đằng sau trêu tức mình là như nào? Ơi giá, đùa mình hả? À? Ok, bây giờ mình sẽ tán luôn cái bạn nữ này nhá. Trông bạn nữ này có vẻ khá là xinh đấy. Mình bật cái hành động trêu rồi. Bây giờ mình sẽ hello nhá. Xem là liệu bạn này có trả lời mình không đây. Rồi. Chào, ôi chào lại luôn kìa anh em ơi. Được của nó đấy. Bây giờ mình sẽ hỏi xem là có người yêu chưa nhá. Chứ bây giờ mà chưa hỏi có người yêu hay là như nào, bạn ấy bảo có rồi thì cũng mệt đấy thôi anh em ơi. Đấy, tán vào người yêu của bạn nào ở trên video này thì cũng mệt đấy, nên là mình phải hỏi cho chắc nha, xem là có người yêu chưa nhá. Rồi bật cái hành động trêu rồi, để xem mà liệu bạn này trả lời như nào nhá. Gì đây? Mới chia tay xong, Ado. Được của nó đây anh em ơi. Ok, mình sẽ bảo là yêu mình không nhá. À, yêu mình nha, để xem mà nhiều bạn này trả lời. Ui giời, cái thằng kia nó đập vào đầu mình. Ê, có cái nút gì đây? Làm mới đầu gì anh em ơi? Đây, mình sẽ thử ấn vào cái nút làm mới đầu. Ê, trời ơi, bây giờ không phải lo mấy cái thanh niên mà hay đi đập đầu người khác ở trong huấn luyện đây anh em ạ. Đấy, lấy cái búa đập vào đầu. Bây giờ anh em có thể làm nhỏ lại được rồi nha anh em ơi. Gì đã quen biết gì đâu bạn. Ô kìa. Sẽ đã quen biết gì đâu. Chê nghèo thì bảo là chê nghèo đi, bây giờ đã quen biết gì đâu. Bây giờ vào gặp nhau như này là quen nhau rồi, chứ cần gì là phải quen biết đâu đúng không anh em. Chắc là chê nghèo rồi, xem phải không nào. Gì đây, không có ý đó. Đúng rồi, không có ý đó, cái gì đúng, chê nghèo rồi. Thấy người ta nghèo bật cái hành động nhận free nên là không yêu đúng không. Hành động này không phải là ai cũng có đâu nha. Hành động này hành động gọi là xịn xò đấy. Anh em nào mà vào đăng nhập anh em mới nhận được đấy. Trời ơi, khinh thường à. Không quen biết gì hết á. Đấy, nói chung là không yêu thì thôi. Bảo luôn là không yêu đi, để mình ra tán bạn khác cho đỡ mất thời gian đúng không anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ ra tán bạn nữ áo vàng này luôn nhá, xem là liệu bạn này có đồng ý yêu mình hay không nha anh em ơi. Ok, bật luôn cái hành động trêu nhá, xem bạn này trả lời như nào nhá. Rồi, bạn này chào lại mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ hỏi xem là liệu bạn này có người yêu chưa nha anh em ơi. Có người yêu chưa bạn? Đấy, xem là liệu bạn này trả lời như nào nhá. Ok, chúng ta cũng chưa. Ui, chưa có người yêu kìa anh em ơi. Trời ơi, bây giờ mình sẽ bảo là yêu tôi nha. Đấy, xem liệu bạn này có đồng ý yêu mình hay không nha anh em ơi. Ok, chúng ta cùng theo dõi nha. Rồi, không biết là có đồng ý không đây. Có đồng ý hay không đây. Yêu không ạ, à? Chốt luôn một câu nào. Chốt luôn một câu là xem có yêu hay không để mình còn biết nào anh em ơi. Đó, yêu hay không thì nói luôn một lời đi nào. Không yêu để mình còn biết, mà yêu thì để mình còn biết nào. Ui trời, mất tiêu rồi. Trời ơi, thấy mình nghèo và đánh động nhận vừa đi ao luôn kìa. Thôi bây giờ mình sẽ ra tán bạn nữ này đi. Bạn nữ này trông cũng có vẻ khá là bót giống mình đấy. Không biết liệu bạn này có đồng ý. Ok, bạn này ngồi xuống luôn kìa. Đấy, bật hành động trêu cái đã. Đấy, bây giờ mình mà bật mấy hành động dầu lên thì khả năng là mấy bạn nữ này đổ luôn đấy. Đây là mình không muốn bật nha anh em ơi. Mình cũng trang bị mấy hành động level 7, level 8 rồi, nhưng mà mình sẽ không bật nhá. Chẳng may mà khinh thường mình thì mình mới bật nha anh em ơi. Ui giời, không dép đi nhắn luôn kìa. Nhắn từ nãy giờ cứ đứng im không dép kìa. Thấy mình nghèo rồi. Thôi chuyển ra xin kết bạn đi anh em ơi. Chứ tán gái từ nãy giờ có tán được đâu. Bây giờ ra xin kết bạn có khi là mấy bạn này còn đồng ý anh em nhỉ. Ok, và mình sẽ xin kết bạn luôn với cái thanh niên ngồi đây nha anh em ơi. Xem mà liệu thanh niên có đồng ý kết bạn với mình hay không nhá. Hello cậu, hello. Ok, không trả lời à. Ok, mình sẽ nhắn hello đi. Mình bật hành động đấy mà không có phản ứng lại luôn kìa anh em ơi. À, có khi là khinh thường mình rồi. À, trả lời lại rồi kìa, trả lời lại bằng icon nha anh em ơi. Được, nói chung là miễn trả lời lại là mình vui rồi. Bây giờ mình sẽ bảo là cho kết bạn nha, để xem anh hiểu. Ui rồi, lại còn bật lại cái hành động vừa lấy kìa. Ôi trời, trông cutie thực sự anh em ơi. Đấy, mấy bạn nam ấy thường rất là uy tín. Rồi, luôn kìa, luôn kìa anh em ơi. Đồng ý kết bạn kìa, bây giờ mình sẽ gửi lời mấy kết bạn luôn nhá. Rồi, ok. Rồi, ui rồi, chấp nhận luôn kìa anh em ơi. Trời ơi, uy tín quá đấy. Chứ mấy bạn nữ thì thấy mấy người nhào như mình là không yêu đâu. Còn mấy bạn nam này mình xin kết bạn cái đồng ý luôn anh em ơi. Ok, mình sẽ bảo là không chê nghèo à, gì không. Đấy, anh em thấy chưa? Quá uy tín, quá tuyệt vời. Ok thôi, bây giờ mình sẽ chuyển sang tán gái tiếp nha. Xem là lần này có được không. Nếu lần này không được là mình sẽ tắt game ra luôn. Mình sẽ vào trận đảo khác nha anh em ơi.
chứ thực sự là mấy bạn ở cái đảo này không uy tín một chút nào nha. Đấy, bây giờ mình sẽ bật luôn hành động trêu nhá, xem liệu bạn này có đồng ý yêu mình hay không. Hello, rồi ngồi xuống rồi nhưng mà chưa thấy phản hồi gì anh em ơi. À, ngồi kìa anh em ơi, được, nhắn xong cái chạy luôn kìa. Bây giờ mình sẽ hỏi xem là có người yêu chưa nhá. Nếu chưa có người yêu thì mình sẽ tán nhá, còn có người yêu rồi thì thôi nha anh em ơi. Rồi, có ai không đây? Chưa luôn kìa, ôi xịn số à, bây giờ mình sẽ bảo là yêu tôi nha. Đó, xem liệu bạn có thể trả lời như nào nha anh em ơi. Có đồng ý yêu hay không hay là khinh thường đây? Trời ơi trời, gì đấy, ông ca mấy? À, hỏi mình ca mấy kìa. À, bây giờ mình sẽ bảo là K10 đi, giả vờ là K10 đi. Mình nghĩ là bạn này chắc ít tuổi hơn mình đấy, chắc là khoảng độ K11, 12 đấy. Không biết là đúng không đây. Xem là trả lời như nào nhá. Ủa, yêu không? Yêu hay không? Nói một lời đi bạn ơi. K7. Úi trời ơi, chị K7 nó bảo chị hơn kìa anh em ơi. Thế bây giờ mình sẽ bảo là yêu em không nhá. Yêu em, ô kìa, lại mất tích rồi kìa. Thôi, ao ra vào phòng khác anh em ơi, ao ra cho mát, nhanh. Ok, bây giờ mình sẽ vào thẳng trong cái sân bóng này nhanh em ơi, để xem có bạn nữ nào hay không nha, để mình tán nha, chứ ở ngoài kia tán khó quá anh em ạ. À, đây rồi, đây một thanh niên đầu sừng anh em ơi. Ui giời, một bờ đồ laser kìa anh em ơi, một dân chơi kìa. Đây một dân chơi chính hiệu thời xưa anh em ạ. Thời xưa mình gặp đầu sừng mình rất là sợ luôn. Đây, bây giờ mình sẽ bật hành động ở trêu lên nha. Và bây giờ mình sẽ hello nha anh em ơi, để xem là thanh niên đầu sừng này có uy tín hay không nha anh em ơi. Đó, ui thanh niên trông có vẻ rất là bờ đồ và dân chơi nha. Cả lắm đấm kìa anh em ơi. Lô quần què đồ. Ui sao nó lại khinh thường mình, nó lại bảo lô quần què như áo, nó thấy mình mặc đồ nghèo quá là ui. Nó còn bật cả hành động lên để chứng tỏ nó hành động giàu kìa. Đùa, bây giờ mình sẽ bảo là kết bạn nha anh em ơi. Kết bạn với mình nha, để xem là liệu nó có đồng ý kết bạn với mình hay không nha anh em ơi. Trời ơi, căng quá trời anh em ạ. Tôi toang rồi. Không biết nó có đồng ý kết bạn hay không đây. Mình nghĩ là gì đấy, có hành động furry rồi kết bạn. Ui trời ơi, nó khinh thường cái hành động trêu của mình, hành động furry kìa anh em ơi. Má, nó bật AK kìa, nó bật hành động nè và 7 lên kìa. Uầy, thằng này đúng là thằng dick kid anh em ơi. Thằng này thằng nhà giàu anh em ạ. Mà đây đúng là dân chơi chính hiệu rồi anh em ơi. Trời ơi, nhưng mà mình nghĩ nó là trẻ trâu anh em ạ. Bởi vì là mấy người lớn lớn như tầm tuổi mình là không ai kiểu như là vào game khịa như này đâu anh em ơi. Có mấy hành động này không? À đủ, nó bảo mình là có mấy hành động level 7 không anh em ạ. À thôi về mình sẽ giả vờ như là không có nha anh em ơi, không bạn nhá. Đây để xem mà nó trả lời như nào nha. Nó thấy mình không có xem nó có khinh thường mình hay không nha anh em ơi. Gì đấy? Xóa game đi. Úi giời, nó bảo mình xóa game đi kìa. Cái thế nhỉ, bây giờ mình sẽ bảo là sao xóa nha anh em ơi. Hình như là thấy mình nghèo quá dùng hành động furry nên nó bảo mình xóa game anh em ạ. Rõ hành động này một hành động khá là xịn xò mà anh em ơi. Đâu đến nỗi nào đúng anh em ơi. Ok để xem là nó nhắn gì tiếp nha anh em ơi. Gì đây? OB46 rồi vẫn dùng hành động furry. Trời ơi, nó bảo trời sức giới hạn của con người. Anh em, sức chịu đựng của con người có giới thiệu. Bây giờ mình sẽ bật luôn mấy hành động này lên luôn này. Nào để xem nó còn khinh thường mình nữa hay không. Nào để xem là nó nhắn gì nha anh em ơi. Bật luôn mấy hành động level 7 level 8 lên luôn này. Rồi xem là thằng này trả lời như nào nhá. Biến hình luôn nhá. Rồi, mình nghĩ mày VIP đúng không? Không có đâu. Rồi xem là thằng này trả lời như nào nha anh em ơi. Ok, mày mốt à đấy, bảo mình mốt kìa anh em ơi. Đấy, không nói được bây giờ lại bảo người ta mốt. Ok, mình sẽ bảo là không nha anh em ơi. Xem là nó trả lời như nào nhá. Gì đây, chưa đây nhắn lại nhá. À, thế kết bạn đi á. Kết bạn đi á, cút luôn. Một từ cút thôi anh em ạ. Ok, thôi mình đã dằn mặt được nó rồi. Thì clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến đây nhá.